anh có phải đàn ông không? Xoay quanh cuộc sống của ba người đàn ông do Nhan Phúc Vinh, MC Tuấn Tú và Hà Việt Dũng đảm nhận đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình. Bộ phim tập trung khai thác những mâu thuẫn trong mối quan hệ gia đình, góc khuất hôn nhân hiện đại, tạo nên bức tranh sống động về cuộc sống của lứa tuổi U40. Một, Nhan Phúc Vinh. Trong phim, Nhan Phúc Vinh vào vai một công tử đào hoa, giàu có, một tay chơi thứ thiệt rất biết cách thu hút phái nữ. Trái ngược với vai diễn, nam diễn viên ngoài đời khá kín tiếng chuyện đời tư. Anh hiếm khi có tin đồn hẹn hò dù hợp tác cùng nhiều mỹ nhân trong Miss. Khi được hỏi về những vấn đề tình cảm, ngôi sao sinh năm 1986 đều chia sẻ rằng do duyên chưa tới. Nhan Phúc Vinh khá lận đận trong chuyện tình cảm. Anh từng chia sẻ trên chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần rằng từng có hai mối tình thời học đại học nhưng sớm tàn. Nói tôi là người lụy tình thì có lẽ khi trẻ tôi theo khuynh hướng như vậy. Tôi thích, mê và ngưỡng mộ những câu chuyện tình lãng mạn, trong sáng và giống như trong phim. Nhưng tôi toàn bị bạn gái chia tay. Nam diễn viên tình yêu và tham vọng thoải mái khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nhắc tới chuyện ế trong gần 2 năm qua. Khoảng 2 năm tôi không có người yêu. Là người cực kỳ nghiêm túc trong tình yêu nhưng không hiểu sao lại vẫn ế, anh thú nhận. Nhan Phúc Vinh là diễn viên gốc Cần Thơ. Anh ghi điểm nhờ lợi thế ngoại hình điển trai, lãng tử. Trước khi chạm ngõ nghệ thuật diễn xuất, anh có thời gian làm người mẫu và từng giành giải bạc trong cuộc thi Ngôi Sao Người Mẫu Thế Hệ Mới 2009. Hai, MC Tuấn Tú. Với những khán giả yêu thích chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu, Tuấn Tú không còn là cái tên xa lạ. Những năm gần đây, công chúng lại thấy anh xuất hiện nhiều hơn với vai trò diễn viên. Trong bộ phim Anh Có Phải Đàn Ông Không? Đang phát sóng, nam MC sinh năm 1984 đảm nhận vai Duy Anh, một người chồng chấp nhận đánh đổi sự nghiệp của mình để ở nhà nội trợ, vun vén cho gia đình, cho vợ thỏa sức niềm đam mê kinh doanh. Ngoài đời, MC Tuấn Tú cũng có một mái ấm bình yên, hôn nhân 10 năm hạnh phúc bên người vợ gia thế khủng. Năm 2012, anh kết hôn cùng vợ tên Thanh Huyền làm ở Bộ Ngoại giao, bố mẹ vợ làm ngành công an. Trái ngọt cuộc hôn nhân của hai người là một cậu con trai kháu khỉnh tên Kỳ Nam. Trên mạng xã hội, anh nhiều lần khoe khoảnh khắc đi chơi, du lịch bên vợ con. Trước khi đến với bà xã, MC Tuấn Tú từng thừa nhận đã trải qua vài mối tình, nên dần nhận ra những gì chân phương, giản dị sẽ tồn tại bền lâu. Dù làm khác ngành nghề nhưng hai vợ chồng không cảm thấy phiền mà trái lại thấu hiểu, hy vọng vào sự tương tác giữa hai bên, như thế cuộc sống mới hòa hợp và cân bằng được. 3. Hà Việt Dũng. Đối với vai Nhật Minh của Hà Việt Dũng, anh hóa thân thành một ông chồng gia trưởng, lầm lì với tính cách cực khó ưa ngay cả với vợ mình. Trong nhiều tập phim, khán giả không tiếc lời ném đá, nhân vật Nhật Minh vì sự nhỏ nhen, gây ức chế. Các dạng vai trước đây của Hà Việt Dũng cũng phần lớn là nhân vật Sở Khanh. Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân của Hà Việt Dũng và người vợ trẻ xinh đẹp như hot girl Hà Thị Nhung cũng khiến cho công chúng tò mò. Năm 2018, anh bất ngờ lên xe hoa với cô gái dân tộc Thái trẻ đẹp, không trong showbiz. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.